Chịu. Lên luôn chú. Lên luôn chú. Đánh luôn ba, đánh lên ba, đánh luôn. 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 Tụi con xin lỗi, xe tụi con có thắng họ. Hai chú đánh tiếp đi nghe, hồi nãy chú lên xe chưa tướng á. Đi. Hai đứa con. Trời cũng quỷ bể cái mông tao rồi sao tết. Lẹ lẹ. Về nhà về nhà, nơi mà ta chụp ảnh chung. Về nhà về nhà, nơi mà ta chụp đi clip bốn. Về nhà nhìn đàn cò đập mấy thằng cánh. Về nhà để quên cảm giác một mình buồn bã. Về nhà anh chỉ muốn một mình ta. Về nhà ta chọn đó mà chúng ta cả. Về nhà là một trận chiến để chọn con tim. Về nhà đoàn kết thật sự cho một thứ tim. Tao nói cho mày biết, tao cho mày một tuần nữa lo mà kiếm tiền trả cho tao. Một thì tao lấy cánh tay của mày, hai là em gái mày phải đi làm gái trả tiền cho tao. Sao tôi đây? Anh muốn làm gì tôi cũng được, anh không được đụng tới em gái của tôi. Mày hay lắm, nếu mày thương em gái mày thì mày lo đi kiếm tiền trả cho tao. Còn đây là giấy nợ. Nếu anh có 20 triệu, bây giờ anh viết giấy nợ 50 triệu, tôi không ký. Tao chưa có biết làm từ thiện cho em bao giờ. Mày nghe kịp chưa? Uống ra. Uống ra tôi ký. Đè gì sao tôi ký? Uống ra. Ký đi, ký. Được. Ngon lắm. Tôi về được chưa? Hẹn gặp lại mày trong một tuần. Không bắt tay không? Diễn viên xong. Rồi, chuẩn bị quay. Quay đi. Wow, đẹp quá. Cảm ơn anh nha, làm riết lên tay thôi à. Anh khen đẹp là khen em á. Làm cái gì á? Chị nói cho anh biết nha, anh dê ai cũng được, chứ anh dê con Dương này thì cho anh hưởng Dương sớm đó. Đạo diễn ơi, đạo diễn, ai da. Cái gì vậy? Ai da, đạo diễn ơi. Ủa, đạo diễn vậy? Anh Minh có sao vậy anh Minh? Trời ơi, quá giang gì dữ quá vậy, đánh diễn viên luôn nè. Dữ cái gì? Ai cho anh bóp đến tôi? Bây giờ nè, đổi quá chàng hát luôn mới làm, còn không để tôi không làm nữa đâu. Anh nói gì? Trời. Anh đòi đuổi ai? Tôi cũng không bao giờ làm việc với một diễn viên không có đạo đức nha anh. Làm gì dữ vậy? Vậy không thấy không? Cái gì? Cho nghỉ đi. Từ nay đừng bao giờ gặp tôi nữa nha. Trời. Anh làm diễn viên, anh làm gì anh làm chứ? Bà nói tôi bực bội luôn á. Anh làm được, về đi. Chàng chưa có chàng gì kỳ vậy? Cho nó nghỉ đi, tôi không làm nữa đâu. Mày á, mày coi giùm tao nha. À, hay lắm. Hỏi quá chàng đi. Trời đất ơi, em làm makeup mà làm gì dữ vậy? Tôi làm makeup chứ không phải làm gái. Nhưng mà em phải chịu đi làm nghề, em phải chịu nhường nhịn diễn viên tí xíu chứ. Nếu bà thích á, thì để cho ông bóp đít. Đít tôi đưa ổng không bóp đâu. Giấy còn thì nợ còn, nếu giấy mất thì nợ mất, còn nếu giấy không mất thì người mất luôn. Ê,
Sao sai sao nghe mày nói gì sớm mình mất mất ai chết vậy? Ai mới ngụm của tội? Chú á. Bậy gì? Người mất mất người ta hỏi gì kỳ cục mày? Chú nói không? Trời ơi, nước của tao bán mà ngày nào tao uống. Chú tỉnh rồi chú. Hỏi câu dư quá được rồi. Trời ơi, tao bán cà phê thì sáng sớm khách lợi gần cả trăm người, tao mới đi ra đi vô đi tới đi lui, công chuyện đăng đăng đê đê từ đây tới tối, tao đâu có làm gì đâu. Vậy chú giúp mày con chuyện được không? Giúp chuyện gì? Chú ở đây chú bán quán, chú sẵn chú coi một con chiếc SH được không? Mày có SH? Trời ơi, ngon quá. Đâu 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 đâu, để đó. Chú. Trời ơi, thôi ông ơi, ông đổ cái banh nguyên cái sớm mày luôn. Cái chiếc cúp thì nó đại chiếc cúp đi, còn đưa lên cái SH. Chú ngộ à? Thì đối với chú là chiếc cúp, nhưng mà đối với con nó là chiếc SH. Cả gia tài của con á, bây giờ con chỉ có nó thôi đó, nên chú phải giữ một con. Sớm viện ở nhà qua chú cháu á, có thể giúp mày giữ chút được, phải không? Nhưng mà mày phải nói cho tao là chiếc cúp. Thì chiếc cúp SH. Không, chiếc cúp tao mới giữ giùm. Còn mày nói với anh Thác, lỡ đi tao công chuyện lu bu ở đây mất chiếc xe mày, tự nhiên cái xe cồn của mày tao đền chiếc anh Thác, tội nghiệp tao chứ đích. Thì chiếc cúp. Ờ, thì được, cúp mà tao giữ giùm. Nhưng mà quan trọng nè, mày đi lẹ hay là đi lâu, nói nghe coi. Thì con đi lẹ lắm, tối con về. Mày đi lẹ lắm mà tối mày về. Thôi nếu sẵn mày đi rồi thì mày ra tiệm chụp hình á, mày chụp giùm cho chú một cái tấm hình 15 khổ 24 đi. Chị chú đi còn không kịp nữa, ghé chụp hình chứ vậy? Chụp hình đang đem về, hình mày ra tao để kế ba tao thờ, tao lại tao cúng mày luôn. Giờ mày rảnh quá, mày đi chút xíu, mày đi từ đây tới tối mày về, kêu tao coi chiếc xe mày hả? Nè, nói chuyện cho mày này nghe đấy. Công chuyện của chú á, giữ 5-10 phút thì được. Biết bao nhiêu công chuyện đang đăng đi không? Nè, vừa quán nè, vừa khách nè, vừa vô cho mấy con gà ăn trong này, rồi vô trong nhà cho mấy con heo ăn. Nếu tao không cho ăn thì bà xã tao bắt ra, bà chửi tao sao? Mày không có hiểu được cái con người của tao. Tao lúc nào tao cũng tôn trọng vợ tao chứ. Rồi chiếc cúp của mày thì... Alo, anh nhờ chút phát chưa? 15 phút rồi đúng hẹn. Một sống một còn, được thì ăn cả, ngã thì cục nợ còn nguyên. Ok, rồi chờ đó. Ê, mày ở đó, dừng đâu? Ly không ơi, Ly lên trước. Ơi. Ơi, thằng nào mà sân sơ sân sát vậy trời. Cảm ơn anh cho em xin lại vali. Cảm ơn cái gì vậy ba? Ai muốn ăn đòn hả? Tụi này tụi nào vậy đó? Mấy này nó chưa hiểu ý tao. Đúng không? Nè. Nói cho mấy em biết. Chưa biết tánh anh phải không? Nóng lắm. Dạ. Đồ của anh đó mà anh chưa cho phép đó nha. Mà chỉ cần một ngón tay đụng tới thôi là coi như về thăm ông bà mà không tốn tiền xe. Dạ. Ê, mày ghen. Dám nhận đại đồ của đại ca là đồ của mày hả mày? Dạ không, cái vali của em là toàn là đồ, những giấy tờ quý hiếm không á. Ai nói cái vali này của mày? Mày nhận định sao cái vali này của mày? Mày nói tao nghe coi. Đại ca không tin thì mở mật khẩu. Mật khẩu là 3 số 1. Hả? Đại ca, con mở ra không đại ca? Ngu quá. Biết ở trong này là cái gì không? Mở ra là ở tù cái đám thôi. Nhưng mà nó nói nó biết mật khẩu cơ đại ca. Mày nói mày biết mật khẩu? Dạ. Mật khẩu mày số mấy? Mật khẩu 3 số 1 á. 1 1 1. Dạ đúng rồi. Mà nếu tao mở không ra đó là coi như mày về thăm ông bà không tốn tiền xe. Nghe chưa? Mở ra cho nó coi. Dạ đây. Đúng 3 số 1 của tao. Hả? Thằng ngồi đẩy ra thằng nào? Dạ. Thằng Nam. Dạ, dạ thằng Đức. Thằng Đức. Anh đi chú ơi. 12.000 con, 12.000. Trời ơi, băng mắt thấy chú. Mắt cái gì trời ơi, thiệt tình. Ê!
Sao con đừng có tờ vậy mày? Sáng chạy nước 12 ngàn, đưa có 10 ngàn, thiếu 2 ngàn. Cái gì chú? Đưa tao thêm 2 ngàn nữa. Bữa khác con trả con gấp lắm rồi. Trời ơi, bữa khác. Ê, trả không trả tao không cho mày đi à. 2 ngàn phải không? 2 ngàn. Chú cháu có 2 ngàn à? Đó, thì sòng phẳng với buôn bán nó cực khổ chứ đâu mày. 2 ngàn đâu phải vậy chứ đâu đứt. Trời ơi, bây giờ buôn bán cả ngày kiếm 50 ngàn. Đơn giản đó mày. Ê, bà bà ơi. Cái gì chú? Trời ơi, 10 ngàn tiền giữ xe con. Con mệt chú quá nha. Chú đừng bán nước nữa. Chú đi làm phòng học đi. Làm gì? Chú mệt quá mà. Trời ơi. Nè, 10 ngàn phải không? Còn 6 ngàn lấy đi. Tụi nó tới kìa. Mời nhìn nó vô. Mời nhìn nó vô. Uống nước, uống nước, uống nước, uống nước, lấy xe dí nó cho tao. Dạ, dạ, đây, gì, chị uống nước đây nè, đang nắng nóng nôi nè, uống nước gì? Cái gì vậy? Trời ơi, trời nắng nôi nè, vô uống nước cho nó mát. Có nhiều nước không? Mang đủ lọ nước hết. Cho ly hộp bé à? Cho bé đi. Cũng dễ bắt được tao lắm hả? Giờ này còn có điện thoại nữa. Anh hai nghe nè. Anh hai, anh tới đâu rồi? Qua đón em lẹ đi. Tao sắp tới rồi, mày đợi tao xíu đi. Ừ. Ngu. Lô, lô. Đó nè. Ủa sao? Không bắt tao nè. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng tao mất tiêu hết trơn rồi. Mấy cái thằng này không hiểu tánh tôi mà. Nóng mày nhé. Mày đi hướng nào đại ca? Cho tao coi coi. Dần thân tỷ hợi. Hợi hợi hợi. Hướng lò heo. Bỏ một bẻ lưới bao gọn tụi nó. Mày bắt tụi nó nữa. Gia dê sòm này. Tự nhiên không công là mình mất chớp này chứ. Biết chạy hồi nãy bẻ luôn cái răng của con chả rồi. Tức thiệt. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Làm gì hỏi em, từ từ đổ nóng này. Nhanh lên. Ủa có vali của ai vậy anh hai? Của ai kệ tao. Ủa chi? Cái gì vậy? Đó kìa. Lên, nhanh lên. Lên đây. Lên. Anh hai, chở em về nhà đi. Đi mẹ, về nhà. Tao nói với mày á, bây giờ về nhà là thế nào tụi nó cũng tìm tới à. Rồi nó bắt tao nó đánh. Nó bắt mày đi làm gái đó. Tao nói cho mày biết nha, làm em gái tao sướng làm gái là cực lắm đó. Mày lỗi tại ai? Cũng tại anh hết á. Ra ngoài đường gây quả, rồi về nhà bắt em gái không à. Tết nhất tới nơi rồi kiếm tiền về nhà ăn Tết tao không chịu. Mẹ mày biết là mẹ buồn lắm anh biết không? Mày tưởng tao không buồn hả? Mà mày bớt chì chiết tao được không? Chuyện nó lỡ xảy ra rồi, giờ mày chì chiết tao hoài có giải quyết được gì đâu. Với lại giờ về là nguy hiểm lắm. Phải chi á, nó bắt tao đi làm gái tao cũng đi làm nữa. Rồi bắt mày đi làm gái á. Đi trốn đi. Không, em đâu có bắt nợ người ta đâu, mắc cái gì em phải trốn. Bây giờ nó không về đúng không? Không về em đi về á. Đi không? Từ từ. Về về. Có gì cho bắt hai đứa luôn. Tao bắt mày đi làm gái tao về tao mét mẹ. Tao nói mày đi làm gái. Ừ. Bỏ luôn, chạy, bỏ luôn. Anh ơi, trời ơi. Bỏ luôn. Bỏ em hả anh ơi? Nhanh lên. Ôi, đúng là anh trời đánh à. Okay. Trời ơi, tôi sao tôi khổ như vậy trời ơi, thiệt tình luôn á. Tụi nó đâu? Dạ, báo cáo đại ca, mất dấu rồi đại ca. Mất dấu. Dạ. Chuyện gì mày? Mày biết tội gì chưa? Dạ. Dạ nhẹ mày. Dạ mạnh lên. Tao cho tụi bay biết. Tụi bay nè. Là tung cái thành phố này lên. Dạ. Tìm chứ được không có ly gì cho tao. Dạ. Dạ. Mà tìm được tụi nó rồi sao đại ca? Xử chứ sao. Nếu không tìm được cái vali và tụi nó đó, hai thằng bay cũng phải đi về. Về đâu đây ca? Về thăm ông bà mà không tốn tiền xe. Cảm ơn đại ca.
Mày phải biết tánh đó bà. Dạ, dạ. Nóng lắm. Coi chừng tao á. Dạ. Đi ơi. Mày coi chừng tao kìa. Dạ. Cái gì anh? Được đại ca cho về quê thăm ông bà mà anh làm gì buồn dữ vậy? Biết về thăm ông bà là đi đâu không? Đâu? Trời ơi, mày ngu quá là đi xuống dưới đó. Xuống dưới nào? Ông Vũ! Ghê quá vậy? Anh, mà đại ca làm gì giữ của vậy? Cái vali có gì quan trọng không? Mày biết trong vali đó có cái gì không? Cái gì? Con Mai Thúy đó. Trời ơi, ghê vậy? Ừ. Chặt xác con nhỏ con gái ra, xong bỏ vô vali hả? Ngu quá hả? À? Biết Mai Thúy là gì không? Là gì? Ơi, bà Tuy! Mày ơi! Mày muốn công an cộng đồng tao với mày hả? Ừ. Cho nên cái vali đó rất là quan trọng. Mất vali là mất một khoản lớn của đại ca. Cho nên đại ca xử mày là đúng rồi. Em hiểu rồi. Tại em giống như ếch ngồi đáy giếng nữa. Em chưa hiểu gì về công việc của đại ca. Thì thôi mình đi tìm đi, đi anh. Tìm. Anh ơi, dừng lại đây. Mày làm gì vậy? Nó tới. À, Minh diễn viên tới chơi sao mày không nói tao biết? Không phải tới chơi, nó tới kiếm em. Bữa nay hai đứa mày ra mắt luôn hả? Không phải, hồi nãy em bẻ tay nó trên đoàn. Mày đi nha. Gái một đứa gắn mắt, chơi gì cũng chơi bẻ tay nó. Không có phải, tại vì nó bóp đít em cho nên em mới bẻ tay nó, giờ nó tới kiếm em kìa. Thì nó thương mày, nó mới bóp đít mày, giờ nó ghiền lại, nó muốn tới nó bóp nữa. Trời ơi là trời. Không phải nó thương em, mà là nó bóp đít em, nó sàm sỡ em, nó làm nhục em. Nó làm nhục mày hả? Ừ. Thì lúc đó mày có nhục không? Nhục. Cái thằng chó này dám đụng tới em gái tao hả? Anh định làm gì vậy? Mày ở đây đi, để tao vô tao đục nó cho mày coi. Mày là thằng Minh diễn viên phải không? Bữa nay mày đóng vai sàm sỡ nữa hả? Biết bao nhiêu người mày không sàm sỡ? Mày dám sàm sỡ em gái tao hả? Mày biết tao là ai không? Một con Pikachu chưa biết được cái. Tao không có giỡn mặt mày nghe mày. Mày đâu? Cũng không phải điên mình hả? Trời ơi, Dương này không có nhà cửa gì chứ. Dương ơi, chờ anh với Dương ơi. Dương kìa, bắt ra. Chờ tao với. Nó đục tao. Lẹ lên. Chạy nhanh lên. Anh vô! Từ từ Dương ơi! Dương ơi, từ từ! Cái gì? Từ từ, tao không có tăng thấy đường! Em ăn chạy bình thường mà! Anh ơi, mày dừng lại coi! Dừng lại! Cái gì vậy anh hai? Trời đất! Nguyên cái xe đồ không dính gì với hai thằng thâu này vậy? Trời ơi, thôi giục đi! Còn mới lắm, dục uổng lắm, mày mặc không? Anh nghĩ sao mày mặc vừa cái size này vậy? Trả lại cho tao đi anh. Biết ai mà trả? Lẹ đi. Của bà nào vậy? Tao đâu biết của bà nào. Mang cho bà áo trắng đại đi. Không được, áo trắng mà áo đỏ nổi lên gì kỳ lắm. Trời ơi, anh lẹ giùm em đi anh hai. Nó tới kìa, cho bà này nè. Lẹ đi anh hai. Nhìn lên, nó tới giờ nè. Chạy hướng nào anh hai? Mày chạy hướng này đi. Ok. Nhìn lên. Lẹ nó kìa, chúng ta đi. Ê, tụi nó đi. Trời ơi, Ai vậy? Kiếm chồng tôi có chi không? Có chuyện à. Gấp lắm. Dạ, anh vô đây. Dạ. 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 Vô đây. Đó nè. Đó nè. Xe nó đâu? Xe của tụi nó đâu? Đây nè, đây nè, tụi nó đây nè. Tụi nó mày nè. Vô đi. Anh ơi. Sao? Kiếm anh nè. Ủa? Đức với Dương hai người đâu đây? Chuyện dài lắm, giang hồ đang với anh với Dương. Dạ, ra ngoài giải quyết em. Để đó cho em. Còn hai người, theo em. Đi Dương. Dạ. Trong đây à, trong đây à. Trong đây, trong đây.
Dạ quá. Nè cái ông kia, hai đứa nó trong này phải không? Đứa nào ở đây? Ông có tin lục tung chỗ này đúng không? Cái gì vậy? Đại ca. Cái gì từ từ nói chuyện chứ. Xin lỗi, dạ, xin lỗi. Cho hai thăm chút anh. Cái này đây. Anh có thấy một nam một nữ chạy vô đây không? Ở đây không có nam và nữ nào hết. Ở đây chỉ có phần nửa thôi. Nè, ông có tin tôi hốt hết chỗ này không? Hốt đi. Ủa, mà anh kiếm ai? Kiếm thằng hay là kiếm con? Ở đây chỉ có người giống như em thôi. Nghe. Dạ. Nãy bà đồ hốt phải không? Dạ. Vô đi. Vô đây. Đại ca ơi, đại ca kêu em giết ai cũng được, chứ vô chồng nó giết em chết. Ghét quá. Mày. Dạ, sao đại ca? Sao đại ca không vô? Mày biết tánh tao mà. Nông lắm. Nhưng mà nhé. Vô. Cái gì vậy ba? Đại ca, nhà em là con một, ba má em chưa có cháu nữa đại ca. Đi đi. Không, ông sầm chỗ này tự nhiên có đứng khắp à. Mệt quá. Không ấy anh vô đi. Trời ơi, sắp Tết tới nơi rồi. Em sale ốp giảm giá cho 50%. Má ơi, đi. Bây giờ má chặt thối tiền lại con không dám. Trời ơi. Đại ca, sợ gì? Lây. Bây giờ sao đây cá? Đứng được. Dạ. Qua bên kia đứng được. Dạ. Anh vô đi. Dạ. Anh sao? Biết. Còn anh vô đi. Xin lỗi, nhà tôi ba đời làm đàn ông, đời tôi cũng không ngoại lệ. Đàn ông mà mặc áo bông vậy đỏ. Đợi người ta. Chồng ơi ra đi chồng. Tôi đi hết rồi hả em? Ừ. Anh Đức ơi, Dương ơi. Ôi ơi. Gì vậy anh hai? Ông run quá. Chết. Họ đi thiệt rồi phải không chết? Ừ, tụi nó đi rồi. Tụi nó đi qua bên đường, tụi nó đứng đó, chờ bển á. Cái gì? Đứng bên kia đường. Ừ. Vậy là đứng bên đó để canh tụi em. Ừ. Anh hai dồn sao? Anh nghĩ tụi nó không có tha cho anh em mình đâu. Thôi anh nghĩ vậy, để anh em mình đi đi, chứ ở đây liên lụy hai vợ chồng em à. Liên lụy cái gì mà liên lụy? Anh Đức với lại Dương từng là người ân cứu mạng của em mà. Cứu. Ê, có chừng ê. Anh ơi, cứu tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao máu không vậy? Trời đất. Anh hai ơi, giờ sao vậy? Hồi cứu đại đi. Lên xe. Lỡ liên lụy tới mình sao? Cứu trước thì tính sao? Dạ. Phụ tao. Lên anh. Lên. Rồi anh hai. Lên. Cái ơn cứu mạng của anh Đức với lại Dương đối với em lớn lắm. Nên hôm nay hai người gặp chuyện, em phải ra tay cứu giúp mới được. Mọi chuyện có để em. Dạ, suy nghĩ đi. Hả? Em vậy? Làm vợ được không? Xong bữa tối người ta ngủ không được á. Tao kêu nhờ giúp mà không giúp. Bữa nay rồi. Còn Đức với giường ở đây. Làm vợ có như đó cũng không xong. Để đó cho em. Em đã có khách. Kìa, nó ra rồi đại ca. Đại ca đúng là đoán như thần. Thần thông diệu toán mà. Dạ. Đeo đứa theo tao. Từ từ. Đừng đoán tao. Đeo theo. Tụi nó đi rồi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Anh, giờ mình đi đâu? Giờ đi ra bến xe đi. Bến xe đi đâu mới được. Cứ đi theo anh đi. Ha. Đi, để anh xách cho. Thôi em xách được mà. Đi, cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Anh hai chờ em. Hey, đứng lại. Chạy mày. Chạy. Xuống. Chạy đâu cho nó hả? Đại ca đoán như thần.
thần nghi diệu toán là tao mà. Nếu không làm sao tao làm đại ca tao mới được. Rông mặt ra. Lộng mày ơi. Lộng mày. Lộng mày. Lộng mày. Hai anh định cua tôi hả? Không có được đâu nha, mấy anh xấu lắm, không phải gu của tụi tôi đâu. Trời, anh cũng vậy nên anh xấu lắm, anh phải không phải gu của tôi đâu nha. Mẹ, con phải thể má đâu. Mình bị lừa rồi. Tự nhiên tôi dính mèo nào tao hay. Nè, dạ. Tụi mình bị gạt rồi. Cái gì vậy, sao bị gạt? Trời, lại quá là phê ra tao. Gì vậy? Dạ, đi. Ủa, sao đi vậy? Má ơi mẹ. Sợ má quá. Tụi mày coi giùm tao đó. Nghe về, nghe về, nghe về một chút. Số cục sắp về buôn làng đông đúc. Làng trên sớm dưới ai cũng tấp nập. Vậy là mới đây cũng hết một năm. Thì nghe về, nghe về, nghe về. Này. Này. Làm gì mày ngủ, để tôi ngủ tôi mệt quá. Anh gây ra chuyện gì vậy? Anh nói cho em nghe coi. Chứ là cái vali này từ đâu mà anh có? Tôi có gây chuyện gì đâu. Vali này, vali này em có. Anh đừng có xạo em nữa. Em nói thiệt nha, chắc chắn là anh. Này, mẹ gọi nè. Mẹ ngồi mày nghe đi, tôi buồn ngủ. Dạ, con nghe nè mẹ. Dạ có, anh Đức á, ảnh là vừa. Alo. Alo, mẹ có, con nè. Dạ. Bữa giờ con bận đánh bài. Con đâu có đánh bài bạc gì mẹ, con đánh vi tính á. Dạ con đánh vi tính, con có học vi tính, con đánh con tối con làm kiếm thêm. Dạ à, Tết về chứ. Dạ con với Dương về nữa. Dạ à, Tết mẹ đừng có mua bánh mứt gì để con mua cho nghe à, mẹ mua rồi hay vậy thôi mẹ mua đi. Dạ dạ à, con đi đâu, con đang dẫn Dương đi du lịch. Dạ dạ bữa giờ nó làm cực quá, con dẫn đi du lịch. Dạ dạ thôi mình ngủ nha. Dạ dạ thôi Dương nó ngủ rồi. Dạ thôi nha mẹ. Dạ dạ. Vậy mà anh cũng nói được với mẹ hả? Chứ mày muốn làm sao? Mày muốn mẹ buồn hay là mẹ vui? Mệt. Không biết nhớ đường về không nữa nè. Gọi điện thoại thì cũng không thèm nghe máy luôn á. Mẹ gọi mày nữa kìa. Tao có điện thoại em đâu. Nữa nữa. Mẹ gọi cho anh giờ này vậy? Bạn gọi hỏi thăm. Ngủ đi. Bạn làm cái gì mà mờ ám quá vậy? Mệt vì quá. Alo. Alo. Tao đi tới cái dòng xoay rồi. Rồi 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 rồi. Thôi nè nè. Bây giờ quan trọng là anh có nhớ đường về nhà em không? Mày nghĩ sao tao nhớ nhà mày vậy? Tao đi có một lần hả? Rồi 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 rồi, em biết là anh thông minh rồi. Nhưng là thôi, bây giờ tóm lại là cứ chạy về đi nha. Về tới ngay đầu đường đó, có cái quán tạp hóa đó. Rồi gọi điện thoại em chạy ra em rước liền nha. Ừ, rồi 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 rồi. Ừ thôi đi, cứ máy đi. Đói bụng không? Không. Biết không đói nên tao buồn khổ mà. Này quá hả? Tốt lành với em gái của mình ghê luôn á. Nó chưa tăng gọi mua cho mày nè. Nó thấy mày giận tao không dám đưa. Thèm. Ngon lắm á nha. Nó không thèm mà. Em ghét anh lắm á. Em ăn cho bỏ ghét á. Ăn chưa? Ăn rồi. Em ăn hết đó nha. Mày mất đâu hả? Chắc bụng mày ăn chưa no nên nó kêu quá. Nó cắt ra từ đây nè. Nó tiếng chuông điện thoại á. Ăn không? Thôi tao ăn rồi. Thôi đi. Nhìn cái mặt mà biết rồi. Giả bộ chốc luôn. Ăn lúc nào mày trả nhường đồ ăn cho em. Nè. Ăn đi. Không mày em ăn hết á.
Bạn con tới chưa? Trời ơi, mày ăn mặc cái gì vậy? Bình thường mà con. Trời ơi, con thấy đâu có bình thường, cái gì mà áo dài rồi quấn 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 xăng 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 trên đầu nữa. Bạn bè con trên thành phố xuống, má phải ăn diện đi cho con nở mặt chứ. Mẹ ơi, không cần đâu, nó không có hợp với quê mình, nó cầu kỳ quá à. Thôi, lát mẹ thay ha. Dạ, là bạn này là bạn bình thường à. Ừ à. Trời trời. Ừ, nhìn dễ thương quá à. Mẹ muốn là tóc xong 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 giống con đúng không? Ừ, hai mẹ con phải giống nhau chứ. Ừ, hai mẹ con phải giống nhau. Ê, mẹ nấu đồ ăn nhiều lắm. Chị đãi bạn con. Trời, bạn con về có người à, nấu chi quá trời vậy. Tiêu chí của mẹ là khi người nào đến nhà mình ốm như cây tâm, nhưng khi ra về là cái mặt phải tròn như cái mâm. Vậy mẹ mới chịu. Mẹ, anh Đức chứ có ai xa lạ đâu. Ủa chứ không phải bạn gái hả? Bạn gái? Ủa? Không. Trời, con gái muốn lấy con đâu phải đơn giản mẹ. Trời ơi, con làm mày thất vọng quá. Con á, cái mặt già như trái cà rồi, chưa có mối tình dắt dai nào trơn. Trong khi á, lứa tuổi con á, nghe ấp này nè, người nào cũng có 3-4 đứa con. Thấy tao bồng con bằng cháu chảy nước miếng luôn. Từ từ, mẹ cứ chê con trai của mẹ hoài à. Nói mày nghe nè, con gái mà muốn lấy con á là phải tài sắc vẹn toàn con mới chấp nhận. Con trai của mẹ có giá lắm á. Mày buông ra coi. Anh nói dẫn về nhà bạn anh mà anh dẫn con nghĩa địa vậy? Thì bạn anh nhà đi ngang nghĩa địa. Trời ơi, đừng nói nha, bạn anh ở đây nha. Cái khùng á. Bạn tao làm dưới đây, đi ngang nghĩa địa mới tới nhà nó. Này, đi lạc đường á. Này. Gì? Anh nghĩa gì không? Gì đâu. Tư, đừng đi nữa. Mày đừng có nhát tao được không? Không có. Em nói thiệt ơi, em nghe có tiếng bước chân. Chân của mày với chân của tao nè. Không có, em nghe tiếng bước chân thiệt mà. Không có gì đâu, mày đừng có nhát, tao không có sợ ma đâu. Đi đâu đây? Vậy anh ơi, người ta đâu, người ta, người ta chứ ma hồi nào mà xỉu. Nhát thức ta. Nghĩ sao mà nhìn vậy mà ra ma? Là người hay là ma thiệt gì hả? Người ta. Người ta đâu mà giữa trưa xuất hiện với nghĩa địa gì? Ấn đường. Ấn đường của dấu thâm đen dưới chân của đống phân bò chứng tỏ dẫn suối đã đến. Tụi con đâu có thấy đống phân bò nào đâu hả? Hồi đó có, còn bây giờ hốt rồi. Đúng vậy. Chắc chắn tụi bay sẽ gặp họa sát thân. Họa sát thân là sao này? Ai biết. Mà hai đứa yên tâm đi, hai đứa sẽ được lên thiên đàng. Cái gì lên thiên đàng? À không phải, hai đứa sẽ được chở che. Đủ quá. Ai chở che vậy thím? Thím bà nội mày vậy thím. Ta là đàn ông, ta là chú. Chú sao hai cái đó nó nhúng dữ vậy? Em đã chắc chắn da lỏng bơm luôn. À đúng rồi đó. Trời ơi thiệt luôn. Sao không chịu nói? Bơm gì bự dữ vậy? Cái gì lố vậy? Lửa tay. Sáng. Trời ơi, trời ơi, không Ờ, khoan, bắt con hả chú? Mày sao lạ vậy mày? Tụi bay tại sao tụ họp đông người vậy hả? Không có hai đứa mà đông gì chú. Tao nữa gì? Mày ở đâu? Mày lạ lắm. Còn cái thằng, cái thằng, cái con, cái thằng em trai con. Mày mặc đồ áo rộng quá sao tao tính được mày? Nó em trai, tại nó cũng bơm giống như ông kia. Này, bơm. Cái chuyện đó chuyện của tụi bay. Tụi bay kiếm ai dưới này? Đi đâu hả? Đi đâu? Kiếm bạn con chú. Ở đây là ông nội ông cố mày không? Ai bạn mày hả? Mày nhìn có ai bạn mày? Rồi tao biết tụi bay rồi. Vô nghĩa địa hốt cốt phải không? Con chú, con sợ ma con chết ai? Chú hốt cốt ai? Mở vali ra. Tao mà thấy sọ người lăn ra là tôi bắt tụi bay hết. Tôi có gì đâu chú, quần áo không dạ, chú đồ lắc coi. Dạ, lắc kêu chú. Tôi nghe tiếng cù lẳng xương. Dạ không. Không có, đồ đẹp cá nhân thôi à. Dạ. Dạ đây đi không? Dạ thiệt. Dạ. Đi đâu xuống đây, kiếm ai? Kiếm ai vậy anh hai? Nói.
con sợ quá chú. Tao kiếm bạn con chú. Bạn mày tên gì? Ở đâu? Nói. Bạn con tên gì vậy? Bạn anh không nhớ hả? Nói. Bạn con tên Lâm chú. Lâm, Lâm ở đây nhiều lắm. Ba tao cũng tên Lâm nữa. Lấy mày kiếm ba tao. Lâm nào? Con cái nhà ai? Lâm con bà Phượng hả chú? Lâm con bà Phượng hả? Dạ. Mày biết bà Phượng là ai không? Bà Phượng mẹ con Lâm hả chú? Mày biết ba con Lâm là ai không? Ba con Lâm là ai vậy? Tao cũng không biết nữa. Được rồi, nói cho tụi con biết. Chú là... Chú sao chú? Trưởng ấp ở đây. Đi, hai đứa đi theo chú chỉ nhà Lâm cho. Chú chỉ nhà con hả chú? Ừ. Trời ơi, chú tốt bụng quá chú. Ừ, da chú xấu chứ bụng chú tốt lắm. Sáng giờ con hỏi vòng vòng đây không ai trả lời, có mình chú trả lời chú. Mày hỏi ở đây mà trả lời, mày dám đứng đây không? Thằng khùng. Đi chú, thôi đi chú. À, nhớ nói với bà Phượng là chú tốt lắm nha. Dạ. Giúp dạ. Chú câu đó thôi. Dạ. Chú mang ơn mày suốt đời luôn. Dạ. Nha. Dạ. Nhỏ này, thằng này, đi với chú coi. Dạ. Ở đây. Này. Ghê quá. Lâm nào vậy? Lâm bạn anh á, mày hỏi gì nhiều đi nhanh lên. Ở đi ghê lắm, đi. Lâm đang gặp chưa? Chưa cơ. Đi. Thì không vậy. Đi. Nè, anh hai. Đi. Hôm nay là mấy đứa. Tới rồi nè. Đây nhà đây nè. Dạ đúng rồi chú. Lâm à. Lâm. Dạ. Có cách kìa con. Dạ. Nè phải Lâm này không? Dạ. Anh Đức. Cứ sợ anh đi lạc không á? Đâu có đi lạc đâu, nãy có chỗ nghĩa địa không biết đường ra thôi à. Trước. Ơi nghe nè cô Úc, xuân cũng sắp về buôn làng đông đúc, làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái mèn nét ơi nghe đâu cô Úc, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến, nghe đồn năm nay cô làm phim xuân cứ nhắn mọi người về nhà ăn tết đến rồi đây một năm đã đi qua, thấy người ta đặt vé xe về nhà, có những ảnh mà đặt cho